và nhớ. Chỉ có hai mùa nắng hạn lũ gào, Hà Tĩnh ơi vượt lên khổ đau. Bám rễ khô cằn đã sỏi sắt son, chỉ có hai màu sông màu núi. Tôi chót yêu những tên gọi thân thương, Hoành Sơn Quan rừng sim tìm ngắn, biển Kỳ Nam xanh biếc đợi chờ. Một bát cơm bấy nhiêu hạt mồ hôi xa, một luống rau nhớ công cha che hạn chăn gió, một lời ru cất lên dịu nỗi đau của mẹ. Tên những người anh hùng Hà Tĩnh ơi, dẫu không sinh ra từ nơi đây, mà sao trái tim tôi ngỡ như quê nhà yêu dấu. Người Hà Tĩnh có thương, tôi xin là nhánh lan rừng, là tia nắng sớm lên khổ đau. Bám rễ khô cằn đã sỏi sắt son, chỉ có hai màu sông màu núi. Tôi chót yêu những tên gọi thân thương, Hoành Sơn Quan rừng sim tìm ngắn, biển Kỳ Nam xanh biếc đợi chờ. Một bát cơm bấy nhiêu hạt mồ hôi xa, một luống rau nhớ công cha che hạn chăn gió, một lời ru cất lên dịu nỗi đau. Tên những người anh hùng Hà Tĩnh ơi, dẫu không sinh ra từ nơi đây, mà sao trái tim tôi ngỡ như quê nhà yêu dấu. Người Hà Tĩnh có thương, tôi xin là nhánh lan rừng, là tia nắng sớm mai đón bình minh về. Người Hà Tĩnh có thương, tôi xin là nước trong buồn, để hồn tôi là cánh chim bay.
Vâng, thưa quý vị, người Hà Tĩnh có thương không ạ? Có thương không ạ? Vâng, có thương, rất là thương. Thưa quý vị và các bạn, đó cũng chính là lý do để chúng ta có mặt cùng nhau tại đây trong buổi lễ tiếp nhận các ca khúc viết về Hà Tĩnh của tác giả thơ Nguyễn Thị Lan Dung và nhạc sĩ Lưu Hà An. Thưa quý vị, Hà Tĩnh, mảnh đất kiên cường trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Từ bao đời nay, Hà Tĩnh vẫn được coi là đất anh hùng, đất thi nhân. Mảnh đất ấy từ muôn đời đã luôn là cảm xúc vô tận cho các tác giả thơ nhạc gửi gắm tình cảm của mình, tạo ra những bài ca đi cùng năm tháng. Cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo các bạn yêu nhạc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Về phía đơn vị trao tặng, xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Lan Dung cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh, vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Vùng đất đã đi vào thơ ca nhạc họa bởi giá trị truyền thống trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Bởi ân tình của người Hà Tĩnh từ bao đời đã hun đúc tạo dựng nên những tình cảm thủy chung. Những giá trị ấy đã từng được kết tinh trong những bài ca đi cùng năm tháng. Và hôm nay lại là mạch nguồn, là cảm xúc vô tận cho các nhà thơ, các nhà sĩ tiếp tục viết về Hà Tĩnh. Và ca khúc Người Hà Tĩnh Có Thương, lời thơ Nguyễn Thị Lan Dung, âm nhạc Lưu Hà An là một trong những ca khúc như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Đinh Thành Lê. MV này do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện. Xin mời quý vị. Chỉ có hai màu yêu và nhớ, chỉ có hai mùa nắng hàn lũ gà. Hà Tĩnh ơi, vượt lên khổ đau, rồi sắt son. Chỉ có hai màu sông màu núi, tôi trót yêu những tên gọi thân thương. Hoành sơn quan rừng chim tím biển kỳ nam xanh biếc đợi chờ. Một lời ru cất lên dịu nỗi đau của mẹ, một thời
đạn bom khắc tên những người anh hùng. Hà Tĩnh ơi, gió không sinh ra từ nơi đây mà sao trái tim tôi ngỡ như quê nhà yêu dấu. Người Hà Tĩnh có thương, tôi xin là nhanh là hàn dừng là tiếng và các bạn vừa thưởng thức MV Người Hà Tĩnh Có Thương của tác giả Nguyễn Thị Lan Dung và nhạc sĩ Lưu Hà An. Đây là một trong ba MV của tác giả Lan Dung và Lưu Hà An. MV được thực hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, là một sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của HTTV. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một video clip. Trăn trở trong từng ý tưởng kịch bản, những cuộc hội ý chấp nhoáng, cầu kỳ trong chọn bối cảnh, chặt chẽ tỉ mỉ trong từng khuôn hình, cảnh quay, góc máy. Ekip làm việc ăn ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, ekip thực hiện MV Người Hà Tĩnh Có Thương và trường ca Những Cánh Chim Đồng Lộc đã được hoàn thành với sự nỗ lực không mệt mỏi. Đội ngũ đạo diễn, biên tập, quay phim được lựa chọn. Hệ thống máy móc, phương tiện, thiết bị tốt nhất được đầu tư để việc sản xuất các MV hoàn thành nhanh nhất trong thời gian có thể. Hơn ai hết,
HTTV hiểu rằng đây chính là món quà đầy nghĩa tình mà tác giả Lan Dung cũng như ekip nhạc sĩ, ca sĩ dành tặng mảnh đất này. Thì từ xưa đến nay những ca khúc về Hà Tĩnh thường là rất đẹp và xinh xắn. Cũng rất hiếm bài hát nào mà làm được ba phong cách phối khí ấy. Thì trong cái bản đó thì có một phong cách semi classic rất là hoành tráng, Tùng Dương hát. Một bản thì là nhạc giống như là quê hương đất nước ấy, nhạc thiên nhiều về dân ca. Và một bản cho tôi làm là acoustic. Acoustic thì thực ra nó cũng là phong cách của phương Tây. Rất hiếm bài hát có thể làm được cái chuyện đó. Trong cái ca khúc thì chủ yếu là các cái lời là nói đến các cái vùng đất, các cái địa danh rất nổi tiếng của người Hà Tĩnh và các cái tình người Hà Tĩnh rất là thân thương, rất là thủy chung. Cho nên là chúng tôi đã khảo sát lên kịch bản và chuẩn bị các điều kiện để nó thực hiện được một cái ý đồ của cái ca khúc nó tốt nhất. Những ngày làm việc từ 4 giờ sáng đến tối mịt. Những cảnh quay giữa buổi trưa nắng như đổ lửa. Treo leo trên đỉnh Hoành Sơn Quan. Gập ghềnh nơi bãi đá trông Kỳ Nam. Nông trại vùng Trà Sơn. Sông Xích Mộ. Hay săn bình minh, canh từng con nước, căn từng thời điểm ánh sáng. Chỉ để có những khuôn hình đẹp về quê hương Hà Tĩnh. Tất cả đều cho thấy niềm say mê, sáng tạo và đầy động lực của ekip khi tham gia sản xuất các MV này. Từ hiện trường đến những đêm trắng bên bàn dựng, hơn ai hết, chính những ca sĩ, những người trực tiếp đồng hành cùng ekip, cùng chia sẻ những vất vả đó đã thật sự xúc động trước tinh thần làm việc đáng trân trọng của HTTV. Được làm việc cùng với các anh chị từ biên tập, đạo diễn, trợ lý, quay phim rất là nhiệt huyết. Các anh chị đốc thúc rồi đốn đảo và hỗ trợ hết mình cho ekip để thực hiện được thành công cái MV Bản Trường Ca Đông Lộc này. Không những là năng động, không những là say nghề, từng cái thước phim, từng cái phần quay hình, từng cái phần mà lấy chọn góc, chọn cảnh, bối cảnh. Để quay thì cũng thấy được cái tâm huyết và cái sự kính cẩn của ekip của HTTV với lại hai tác phẩm này. Được trải nghiệm và được trưởng thành. Niềm vui chính là sản phẩm cuối cùng truyền tải được tình cảm của các tác giả dành cho Hà Tĩnh. Để được nghe, được yêu, để ai đi xa cũng muốn về, để người Hà Tĩnh có thương. Xin là nhánh lan rừng, là cánh chim bay khắp dải Trường Sơn. Mà sao trái tim tôi ngỡ như quê nhà yêu dấu. Người Hà Tĩnh có thương, tôi xin là nhánh lan rừng, là tia nắng sớm mai đón bình minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số hình ảnh trong quá trình tác nghiệp thực hiện MV của HTTV. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Người Hà Tĩnh Có Thương qua phần thể hiện với một phong cách rất đặc biệt của ca sĩ Thanh Lam kết hợp cùng nhạc sĩ Thanh Phương. Lên khô đau bám rễ khô cằn đã sỏi sắt son, chỉ có hai màu sông màu núi, tôi chót yêu những tên gọi thân.
rừng sim tím ngang, biển kín nam xanh biếc đợi chờ. Che hạt chẳng gió, một lời ru cất lên dịu nỗi đau của mẹ, một thời đàn bóng khắc tên những người anh hùng. Hà Tĩnh ơi, dẫu không sinh ra từ nơi đây mà sao trái tim tôi xin là nhánh lan rừng, là tia nắng sớm mai đón bình minh về. Ah.
Xin được đọc một bài thơ của nhà thơ Phạm Ngọc viết về Hà Tĩnh. Em xòe bàn tay, quê mình bao ngọn núi dòng sông, bao dòng suối nóng mình trong Trường Sơn gành thác. Núi bước thấp bước cao theo dòng sông ra biển lớn, đường chỉ tay chia những mảnh đất cằn. Quê mình bao thung lũng nằm nghiêng, bao núi đồi lô xô bát úp, bao đầm phá, bao cửa sông, bao bão bồi ngập mặn, bao cánh rừng, bao đồn cát đồi thông. Em hỏi anh sao có tên ngàn sâu, ngàn phố, ngàn trươi, trầm lâm, rào trồ. Anh mỉm cười để gây thương nhớ. Bờ môi em thơm ngát mật ong rừng. Em yêu anh không chút ngập ngừng. Ôm bờ vai em, quê anh nghèo lắm, thung cháy đỏ và chuông khô hạn, nhưng núi biết nghiêng mình trước những dòng sông. Em vụng về không biết nói lời yêu, chỉ biết nặng lòng quê anh Hà Tĩnh. Không bình nguyên, không cỏ xanh bát ngát, cát mặn miền Trung vẫn bồng rát lúc đêm về. Em chẳng thích anh là bình nguyên bao la, trái tim ngựa hoang quên đường về suối mát. Em thích anh giọng dịu dàng câu hát, đi bộ đừng quên em đã đến nơi này. Em thích anh là cá chép ngàn sâu, vượt thác lũ ngàn băng ra biển lớn. Em thích anh là bình minh nắng gội, sáng bừng trang thơ, xanh bát ngát chân trời. Em thích anh là dãy núi thẳm xa vời, vững chãi thâm trầm, dù khó yêu khó đọc. Em thích anh là sông Lam xanh ngát, phù sa em bồi đắp yêu thương. Em xòe bàn tay, mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Nắng chói sáng trên đầu, trái tim em thắp lửa. Mình thương nhau, em là dòng suối nhỏ, quấn quýt bên anh, nắng sớm, mưa chiều. Xin được cảm ơn ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Thanh Phương. Thưa quý vị, Người Hà Tĩnh Có Thương là một trong hai nhạc phẩm được tác giả thơ Nguyễn Thị Lan Dung và nhạc sĩ Lưu Hà An dành tặng cho quê hương Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh. Mỗi ca từ giai điệu đều chứa đựng ở đó một tình yêu mãnh liệt. Người Hà Tĩnh không chỉ thương mà còn trân trọng, rất trân trọng những tình cảm của tất cả mọi người dành cho Hà Tĩnh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với tác phẩm âm nhạc thứ hai của tác giả thơ Nguyễn Thị Lan Dung gửi tặng Hà Tĩnh trong dịp này. Xin được giới thiệu Trường Ca, Những Cánh Chim Đồng Lộc. Xin mời quý vị. Thank you.
tiếng bom thét gào. Nơi tháng năm viết nên bản chương ca, bản chương ca Đông Lộc. Cỏ xanh cất lên lời hát, mời cô gái chung chiến hào, chung ca tiếng cười, cùng bên nhau, cùng bên nhau đi vào những vần thơ. Tiếng bom rơi, con nhớ tiếng gà trưa. Tháng bay bụi đỏ lầm, thiếu những cơn mưa. Và ở nơi đây, đạn bom nhiều hơn đất đá. Thung cháy đỏ và chuông khô hạn, thèm đói cơm ca mặn, thèm nắm dâu dừa. Có tiếng cười là quên gian khổ, anh chấm vang cùng ta soi sáng. Có bóng dâu là ta cắm cờ, ngọn cờ bay như muôn ánh sao. Kia quân thù ngày đêm rình rập, ngàn sao đường tình người miền Trung. Đất nơi đây là đất anh hùng, cuộc đời ta không tiếng máu xưa. Thank you.
tình yêu đất nước, biển quê hương, cát bồng sóng bạc chim bay cho quê hương bình yên. Và ca sĩ Phương Thanh đã mang đến một không khí thật đặc biệt cho trường quay của HTTV ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Đồng Lộc đã hóa thành bất tử và các anh chị thanh niên xung phong, những chàng trai cô gái năm xưa ấy vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng dành một chút thời gian để trò chuyện với ca sĩ Tùng Dương. Xin chào anh Tùng Dương, đây là lần thứ mấy anh đến với Hà Tĩnh ạ? Vâng, thưa Tùng Dương, gửi chào tất cả quý vị có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Và cũng không nhớ lần thứ mấy nữa, rất nhiều lần nhiều rồi. Và đã có được cất cao tiếng hát của mình tại quê hương Hà Tĩnh. Dương gọi Hà Tĩnh là quê hương và coi như là quê hương thứ hai của mình. Anh Tùng Dương đã đến Hà Tĩnh rất nhiều lần. Vậy trong lần trở lại này, anh thấy Hà Tĩnh hôm nay như thế nào ạ? Dạ, rất là phát triển. Những người bạn của Tùng Dương, người anh chị đã dẫn duyên cho Tùng Dương về đây và được gặp rất nhiều những người anh, người chị, những người khán giả của Hà Tĩnh thân yêu và chứng kiến được con người nơi đây. Và trong những cái ngày vừa rồi thì ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng, 3 giờ sáng make up, rồi sau đó là đi quay ở tất cả những cái địa điểm danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời nhất của Hà Tĩnh. Và thực sự là đã quên hết mệt mỏi và thấy được rằng là Hà Tĩnh ngày nay rất là phát triển và vẫn giữ được cái tinh thần truyền thống, cái tinh thần bất khuất của người Hà Tĩnh. Rất là cảm ơn những tình cảm của ca sĩ Tùng Dương đã dành cho quê hương Hà Tĩnh. Trở lại với câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, xin được hỏi ca sĩ Tùng Dương là anh đã từng hát trường ca trên nhiều sân khấu lớn, và lúc này đây với trường ca Cánh Chim Đồng Lộc thì anh có cái cảm xúc như thế nào ạ? Dương nghĩ rằng một bản trường ca để viết được thì nó không đơn giản chút nào. Nó không như là khúc thức của một tác phẩm âm nhạc ca khúc thông thường, và nó trùng điệp hơn.
lớp lang và trình bày nó nhiều phân đoạn khác nhau, nó dài hơn. Như quý vị vừa thấy tác phẩm Trường ca Những cánh chim đồng lộc là dài hơn 10 phút. Và với cái phần thể diện, thể hiện của Tùng Dương cũng như là giọng ca trẻ Phương Thanh, một người con của xứ Nghệ, có lẽ là được trao gửi cái tình yêu của những tác giả. Đó chính là nhạc sĩ Lưu Hòa An, nhà thơ Lan Dung đã trao gửi trong hai tác phẩm mà hôm nay quý vị cùng thưởng thức. Và Dương cũng mong rằng là Trường ca Những cánh chim đồng lộc sẽ là một trong những bản trường ca hay, đẹp nhất mà của những người con không sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh viết và thấu hiểu cái tình cảm đó và muốn chia sẻ cái điều đó và cái lòng biết ơn của hậu thế dành cho 10 cô gái ngã ba đồng lộc cũng như những chiến sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Quý vị đại biểu, thưa nhóm tác giả cùng các ca sĩ, thưa tất cả các bạn. Hôm nay trong những ngày giữa tháng 7, mùa tri ân hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và đặc biệt gần nhất đó là ngày truyền thống ngã ba đồng lộc, chúng ta có mặt ở đây để nhận hai MV ca nhạc, hai tác phẩm âm nhạc của tác giả Lan Dung và Lưu Hòa An, được biểu diễn bởi các ca sĩ Thanh Lam, Phương Thanh, rồi Tùng Dương, rồi Đinh Thành Lê cùng với cái nhóm sản xuất chương trình. Chúng ta rất là xúc động và tự hào bởi những lời ca, tiếng hát đã góp phần làm tô đẹp thêm truyền thống của quê hương Hà Tĩnh, con người Hà Tĩnh. Và chúng tôi cũng được biết rằng là trong thời gian qua, với cái tâm huyết của mình, chị Lan Dung đã đi rất nhiều, tiếp xúc nhiều, gặp nhiều và đã nắn nót trong từng ca từ để có được hai tác phẩm hôm nay dành tặng cho Hà Tĩnh. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, trân trọng cảm ơn hai tác giả, trân trọng cảm ơn các ca sĩ. Và chúng tôi cũng rất là xúc động và biết rằng trong những ngày gần đây giữa cái nắng như là bỏng rát của Hà Tĩnh, anh Tùng Dương hôm nay đen hơn hôm trước bởi vì phải thức dậy từ rất sớm và giữa trời trưa nắng 12 giờ trưa thì vẫn đi hết các cái địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh để có được những cái thước phim mà hôm nay gửi dành tặng Hà Tĩnh. Và lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao thì kịp làm sản làm chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh đã phối hợp cùng với tác giả, cùng với các ca sĩ để có được những cái tác phẩm ngày hôm nay cho chúng ta. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn, đó là chị Lan Dung có nói rằng từ nay trở đi thì các MV này, các tác phẩm này là bản quyền của Hà Tĩnh. Và chúng ta có quyền để rồi để chúng ta lan tỏa những cái tác phẩm này đến với bà con nhân dân trên khắp mọi miền đất nước để làm tự hào thêm truyền thống của quê hương Hà Tĩnh. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lan Dung, cảm ơn kịp làm MV cũng như là các ca sĩ, cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ bài phát biểu vừa rồi của ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và ngay sau đây, xin mời tác giả Lan Dung, nhạc sĩ Thanh Phương sẽ cùng lên sân khấu để nhận quà cảm ơn của tỉnh Hà Tĩnh dành cho nhóm tác giả Trường ca Cánh chim đồng lộc và ca khúc Người Hà Tĩnh có thương. Nghệ sĩ Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Thanh Phương, ca sĩ Phương Thanh lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Và xin mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên để tặng hoa cảm ơn cho các nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, buổi lễ tiếp nhận trường ca Những cánh chim đồng lộc và ca khúc Người Hà Tĩnh có thương của tác giả thơ Nguyễn Thị Lan Dung và nhạc sĩ Lưu Hà An cùng các nghệ sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Thanh Phương, Phương Thanh đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tham gia và theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.